Cúc Định Y gia nhập hội bạn gái Dương Dương, liệu có đẹp đôi bằng địch đệ nhật ba hay không? Cư dân mạng đang bàn luận xôn xao về tin đồn Cúc Định Y sắp đóng phim cùng với Dương Dương. Tham gia diễn xuất hơn 14 năm qua, Dương Dương có dịp đóng cặp với dàn tiểu hoa hàng đầu Trung Quốc như địch đệ nhật ba, chị Lộ Tư hay Trịnh Sảng. Mới đây trên Weibo xuất hiện bài đăng của blogger tiết lộ, mỹ nữ 4.000 năm Cúc Định Y sẽ là gương mặt mới gia nhập hội người tình màn ảnh của Dương Dương. Cụ thể, một blogger vừa tiết lộ mỹ nam tranh thiên hạ Dương Dương sẽ hợp tác cùng Cúc Định Y trong một dự án phim ảnh mới. Thông tin tổ hợp diễn viên sở hữu nhan sắc và lưu lượng hàng đầu showbiz sắp hợp tác nhận được lượt quan tâm khủng và thẳng tiến lên hot search Weibo bằng giải trí. Được biết, nguồn tin không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin gì về thể loại cũng như genre cast đầy đủ của dự án này khiến cộng đồng mạng vô cùng sốt ruột. Tính đến thời điểm hiện tại, phía Dương Dương và Cúc Định Y cũng chưa lên tiếng xác minh về thông tin này. Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận trên các diễn đàn về tin đồn hợp tác của hai đỉnh lưu hàng đầu showbiz hiện nay. Trong đó, phần lớn khán giả thể hiện sự mong chờ và nhiệt liệt ủng hộ Dương Dương Cúc Định Y đóng phim chung. Họ cũng cho biết đây là điều mà mình mong chờ từ rất lâu. Nếu hai diễn viên kể trên kết hợp trong một dự án hiện đại hoặc cổ trang, công chúng sẽ được dịp chiêm ngưỡng những khoảnh khắc gấp đôi vì rùa của họ. Chưa hết, công tác truyền thông của phim chắc hẳn sẽ rất thuận lợi, bởi cả Dương Dương và Cúc Định Y đều thuộc hàng đỉnh lưu lượng của showbiz với các tài khoản mạng xã hội sở hữu lượt người theo dõi khủng. Như vậy, việc Cúc Định Y Dương Dương hợp tác được đánh giá vô cùng thuận lợi về mặt truyền thông và nhiệt độ. Ngoài ra, có người đặt nghi vấn rằng liệu Cúc Định Y có vượt qua nổi cái bóng của dàn tình cũ Dương Dương, đặc biệt là địch đệ nhật ba. Đây là những tiểu hoa đã cùng Dương Dương làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng với các ban tấn truyền hình như Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Công chúng nhận thấy nếu xét về diễn xuất, Cúc Định Y có phần nép vế hơn so với dàn người tình của Dương Dương. Vì thế họ mong mỹ nhân 4.000 năm hãy trao dồi theo về diễn xuất để dự án mới dễ dàng nhận được sự đón nhận của công chúng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video copy vlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.